Nếu các bạn mua robot cực kỳ nhanh chóng uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Bây chứ cần ghi chữ kingrob, đây kingrob.com là ra cái shop nha mày. Đó thì trong shop thì có robot bằng rúp này, rút robot bằng rúp nè, và mua robot siêu rẻ nha mày. Thì các bạn nhớ ủng hộ shop nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào bạn ha, chào mừng các bạn trên channel của mình là Nay đây. Và hôm nay mình có một cái rất là đặc biệt luôn mày, đó chính là mình sẽ ghép con vật Minato lên 6 sao nha các bạn. Thì đây là con 6 sao đầu tiên mình được nhận nha bạn, nên mình sẽ ghi là lần đầu tiên nhận được con 6 sao đầu tiên luôn nha bạn. Đó thì đây thì mình sẽ úp con để Hokage đệ tứ Minato nha bạn. Wow, đam quá trời, đam quá, 28 nâng lên Minato chắc ra cụ quỷ nữa bạn, 116 chấm hỏi luôn, đam kìa. Thì cái úp này thì cũng dễ ha bạn, đó cũng không có khó lắm. Khó cái là chỉ cần phải cần có hai con Minato 5 sao luôn nha bạn, chứ mấy con này thì mấy bạn đi nhiều thì cũng được, là không có khó lắm. Rồi mình úp lên nha. Ôi đẹp kìa. Oh my god, này là Omega luôn nè bạn. Cái kia là Mega, cái kia chỉ là Mega Rare thôi, hình như cái này là Omega Rare luôn nè bạn. Ôi đẹp kìa. Wow, đệ tứ chắc ra cũng vậy nha bạn. Nhân vật 6 sao đầu tiên mình được nhận luôn á. Đó, trời khung ghê. Wow, hai cái đống khung luôn kìa. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ bớt ra nha bạn, bỏ Eren ra đi. Đây, bỏ này ra luôn. Con dích sư này là mình mà vừa mới đi đường như vậy, thì mấy bạn nào mình muốn mình review thì mình sẽ review sao cho cũng được. Giờ quan trọng là con này trước. Trời ơi, đâu rồi, thằng cha đây rồi, con đâu rồi? Đây, nhìn con với cha khác nhau luôn mày. Các bạn nhìn nè. Cha nhìn sáng hơn luôn nha mày. Nhìn. Thì trong game này admin thực sự á ghép Naruto hay sao á, lộn, này không phải Naruto nữa, này là bố bố của Boruto các bạn, chứ không phải Naruto nữa. Đây không thể nào là Naruto nổi bạn ơi. Naruto người ta biến dạng này là gánh tem rồi, quánh ngang cụ dĩ rồi, lộn, là gánh tem, là quánh luôn cái gì đại chiến ninja lần thứ ba hay thứ bốn á ta, mình không nhớ rồi đó, là gánh tem quá trời gánh luôn. Chỉ dạng này thôi nha bạn, chưa có biến thành cái dạng hình nhân thuật đó nha, đã gánh vậy rồi đó, đi khắp nơi gánh rồi. Đất ơi, này là bố của Boruto chứ Naruto có nói gì nữa. Rồi nhìn có cái khung luôn các bạn, nhìn đảo à, nhìn nhân vật 6 sao kìa, có cái khung nhìn đảo thật sự á, cái khung riêng luôn. Ui AoE luôn nè, ui nhìn cái người nó bốc lửa nè bạn, nhìn cái người Minato nè, ui dạng này dạng cú vĩ nè bạn, đó đó đó, bốc khói nè, bốc khói nè, kinh thật sự. Rồi đặt ra liền chứ, coi làm gì đây, trời ơi mới vô 116 đam nha bạn, thì tầm thì giống Naruto các bạn, giống 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 đúng rồi, y chang luôn, không khác gì luôn, cũng ngang y hệt vậy luôn đó. Rồi đánh 6 giây 116 đam là thấy hơn hẳn rồi đó, hơn hẳn con rồi đó bạn. Ồ nhìn kìa bạn ơi, đẹp quá à, đẹp thật sự luôn á. Đâu mình chỉ cái góc này mình đứng mình nhìn ngắm ngắm Minato mới được. Đây là những vật 6 sao đầu tiên mình có nha bạn, tại vì có Rizagon với lại Kaido nữa, mà Kaido mình nghĩ khó lấy lắm. Ủa giống luôn nghệ y hệt luôn, cũng trưởng đấy mày, trưởng cục Rasengan, trưởng cục Rasengan, tiền nâng 450 lần mắt quá vậy. Rồi trưởng cục Rasengan nhé mày. Ơ đừng nói à, như Minato đâu có phân thân đâu, nâng mắt không biết có cái gì đặc biệt là gì nhé mày, không biết gì đặc biệt có phân thân hay không nè. Rồi giờ mình nâng nha, bây giờ lát nữa mình sẽ búp đam nha bạn, coi búp mát lên á, đam Minato sẽ là bao nhiêu, từ từ mình mới coi level 1 đã. Đam mới biết được. Ủa không có hình, nãy giờ không thấy cái dấu nét hay sao ta, không thấy hay là mình không bóp nét kịp ta. Rồi quánh nào đó nét luôn, nâng lên cái gì, biết grip gì đây, này là gì bạn, biết cái gì đây, này là gì đây, cái dạng này dạng gì đây, tại tiếng Anh mình nói là mình dở lắm, mình không có biết. Ôi trừ một giây nữa bạn, có trừ một giây nè, tăng tầm, độ 191 đam rồi kìa, nâng 5 lần nha bạn, kinh vậy, kinh khủng thiệt chứ. Con thú hả, biết grip con thú cái gì, dạng biến thú hả, ui ghê vậy. Để bạn cái chữ nè, dịch 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 trên Google dịch là biến thú nha bạn, hóa thú á. Wow, đầu 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 hóa thú thử coi coi ra con cụ vĩ không, hóa thú thành con cụ vĩ không. Tại 6 giây thì hơi lâu hả bạn, nhưng mà không sao, cái đam thì ổn nha bạn, đam to đấy chứ, to hơn Naruto gấp mấy luôn á. Trời ơi, nhưng mà đánh hơi lâu nha bạn, không sao. Đó, tại gồng, đó, gồng ra lâu. Đó,
Tại lúc mà đánh ra nó nổ á, xong rồi nó gồng lại nè, nên là mình nghĩ là hai lần đam, nhưng là vẫn có một lần đam thôi. Hồi trước mình nghĩ là hai lần đam mày đó, lúc trưởng ra nè mày, lúc trưởng ra là đó nó gồng liền nè, đó là nó gồng liền nên mình tưởng là hai lần đam, không phải đâu. Rồi nâng nhớ mày, ui tầm xa đó kìa. À ui trời 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 trời, ui ui cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Ủa không thấy đam, không thấy đam, nổ mới ra đam nhớ mày, vãi cái gì vậy, wow nổ mới ra đam nhớ mày, nè 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 các bạn thấy không đó, đột đùng là đồ đó đùng đó, trời ơi trời ơi, chó chân nữa hay sao á, giống chó chân quá các bạn, nhìn nhìn ảo quá vậy, nhìn giống chó chân hả bạn. Cái này mà cái này là bàn tay của vĩ nè, giống mà sóng sóng lượng hả bạn. Ôi đội đam kia 500 rồi, cái gì vậy trời, cuối cộng 403, trời đam 900 mà chấm hỏi luôn, đam 900 mà ao e đánh 4 giây phát cuối còn 3 giây trời. Quái vật thiệt luôn á, trời ơi cái gì vậy bạn, không thể tin vào mắt mình luôn á, cái gì vừa đánh 3 giây mà đam siêu khủng nữa chứ, tầm rộng nữa chứ, cái gì vậy, con này đâu phải là con người nữa. Lộn, đây đâu phải là, đây đâu phải là con nhân vật nữa bạn, sao 6 sao mà nhìn chất lượng thật sự bạn, cái này mới đúng là 6 sao nè. Còn cái con 6 sao mà Kaido mà mình từng biết đó bạn. Chán lắm bạn ơi, chán thật sự luôn. Con này mới chuẩn là 6 sao đấy bạn. Mình không biết Risa sao, nhưng mà Minato là chuẩn bài luôn bạn. Mấy bạn nhìn nè, cộng thêm 10 tầm nữa là rank 47. Trời ơi, 47 ra tới đây luôn nè. Mà đánh có 3 giây à. Ôi con vật này đặt đặt được đầu nữa chứ. Thôi con nhân vật này là con nhân vật 6 sao mà mạnh nhất bảy góc đét này luôn nha bạn, mình nói thật là mạnh nhất bảy góc đét luôn á đó bạn, thấy không. Ui à bây giờ lao tới đấm quăng quăng vi tiêu tới xong rồi, à cái bữa mình review bạn đó, quăng vi tiêu tới xong rồi lấy Sharingan mày đấm thẳng xuống đất này đó, quăng vi tiêu tới xong rồi lụm ra vi tiêu lại, dịch lộn dịch chuyển tới vi tiêu chứ lộn nhầm dịch chuyển tới vi tiêu xong rồi ra sinh ra chỗ 41 level 1. Trời ơi vậy như viêm trụ luôn mày, mà đánh có 3 giây à. Trời ơi không thể tin được luôn á. Lấy ảnh liền. Trời ơi. Thôi không thể tin luôn á à. Mạnh vãi luôn á. Trời ơi. Tầm 4-7-3 giây nữa chứ. Trời ơi con này đi ải phải gọi là tuyệt vời luôn mày, đi ải tuyệt vời mà đi story cũng tuyệt vời luôn. Lộn, đi đi story với đi infinity tuyệt vời luôn mày. Tiền nâng thì hơi đắt đắt xíu, tại lúc đầu thủ 6 giây bạn cũng không có ngon, nhưng mà nâng mát nữa mày. Cái gì vậy, đây là con quái thú rồi chứ không phải là người nữa rồi, kinh quá vậy. Vậy mình nên khuyến khích các bạn nên mua, nên lộn, nên ưu tiên nâng cấp con này nha bạn. Gì vậy? Nên ưu tiên nâng cấp con này nha bạn, quá mạnh. Trời ơi kinh khủng thật luôn á. Cái này mới chuẩn là 6 sao nữa mày. Trời ơi có cái dòng nữa nhìn ngầu thật sự. Mình không biết con Risa sao thôi, nhưng mà Minato này là hiểu rồi bạn. Tuyệt vời. Level 1 mà 900 đam là như viêm trụ bạn, lúc đầu viêm trụ cũng ao e vậy bạn. Mà mình như thấy viêm trụ báo quá nên là chỉnh lại còn đánh có một tiêu á. mà viêm trụ đánh hình như nâng giảm giảm xuống cũng còn phải 6-5 giây đúng không ta. Đó còn Minato còn 3 giây. Chấm hỏi luôn á. Cái gì vậy? Vãi thật sự. Đó cái này nhìn Rasengan hả bạn, mà mình đọc trong này là cái gì đây? Fly cái gì? Bay cái gì ta? Bị gì? Thú bay à? Bơm thú bay à? Bơm thú bay à? Giống như bơm bị thú các bạn. Mà cái này là mình nhìn giống Rasengan hơn. Hả? Đâm xuống Rasengan. Rồi xong. Vậy là ra một con phải gọi là OB rồi nha bạn, con này mới gọi là OB rồi đó. Con này nó khác xa những con khác luôn rồi đó, sao chơi nữa. Đúng là hàng ra sao đó, chất lượng vậy đó bạn nè. Hên là không bánh bay nha bạn, con này không bánh quái bay á. Con này mà bánh quái bay nữa là thôi. Nghỉ game luôn. Nhân vật này là chuẩn OB rồi bạn. Ra vậy mạnh quá, mạnh hơn mấy con nhân vật khác quá đáng đó bạn, kiểu quá mạnh đó. Đó. Quá trời, nhưng mà tiền nâng hơi mắc nha bạn. Tổng cũng mắc đó chứ.
Thì mình tính trước đó giờ thì mình không có tính cái tiền mà lúc mà mình tiền đặt giá bằng tiền 500 này, mình không có tính, mình tính cái tiền nâng à đó, 450 nè, 850 nè, 1.000 với lại 1.800 không ta, 450 còn 850 đó, còn 1.000 còn 1.800 cái cuối là tổng cũng là 4.100 nhé mày, 4.100 á. Ủa cái cuối 1.600 à? Nếu cuối 4, nếu cuối 1.600 thì rẻ hơn nhé mày, cuối 1.600 là còn 3.900. Ủa 3.900 cũng rẻ đó chứ. Có 1.600 các bạn ơi, thì là tiền nâng cũng không có gọi là mắc luôn á, tại với một cái lượng đam như vậy nè, nâng lên cũng không có gọi là mắc luôn các bạn, cũng tầm tổng là nha bạn, mình không tính cái tiền đặt nha, có 3.900 à, là cũng ngang 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 Luffy các bạn, như Luffy là 3.500 hay 3.800 á, mình không nhớ nữa. Rồi thì mấy con này quá ngon luôn á chứ, hết 3 giây thôi chứ, mình thật sự là quái vật luôn á. Rồi mình nâng này thôi là mình búp đam cho bạn, cho bạn coi chưa, level mới level 1 thôi nha, búp đam cho bạn coi, búp đam truyền nè, kinh dị quá trời đất ơi là trời, nó quá là OP. Không biết bá quá, bạn có chữ là rác không được. Bá quá mức đó. Kinh khủng quá à, đánh 3 giây à. Để mình tưởng là đánh 5 giây các bạn, nếu mà đánh 5 giây thì 900 đam thì là cũng đúng các bạn, là ổn luôn, với lại với cái tầm như vậy nữa mà. Thôi, ai ngờ nâng mắt lên đánh có 3 giây à. Phải thật sự 3 giây, 3 giây 900 đam mà AOE cũng bự nha mày, không phải nhỏ nữa. Tầm 47 luôn á chứ. Cái này mới chuẩn là 6 sao nè. Vậy mới gọi là 6 sao chứ, 6 sao như Kaido là chết. Để lúc đầu như Kaido đâu có đánh được quái bay đó bạn, lúc hóa rồng á. Còn không đánh nổi quái bay mà, nhưng mà nên bị nhiều người nói quá vậy. Đó nên đặt min phải sửa cho quánh quái bay nên đỡ nha mày, chứ không thôi là Kaido là cho để không không làm gì luôn á. Vãi thật sự. Một nhân vật 6 sao mới gọi là chuẩn bài các bạn ơi. Đây là con nhân vật 6 sao đáng chơi nhất luôn nè. Nó quá là mạnh. Rồi từ từ để mình búp đam nha bạn, búp đủ 3 con. Mình coi mắt đam là nhiêu đây. X3 lên nha bạn, X3 là 2.700 á, mình nghĩ là 2.700. Còn khi mà nâng mắt lên vào 80 thì mình chưa biết nha. Có khi lên 3.000 mấy á, giống Akaza các bạn. Đây, mát, mát, mát 2.800 nha bạn. Như Akaza level 1 nâng mát hôm bữa mình nâng mát là như 900 mấy nè, 900 hay 800 á. Đó, thì con này mình nghĩ là nâng mát là cũng 3.700, 3.800 nha bạn. Mát là 3.700, 3.800 là hơn cái Akaza luôn á trời. Hơn cả Thường Tam luôn. Đệ tứ nó phải như vậy chứ. Đó, như vậy mới là đệ tứ chứ thôi các bạn. Chuẩn đệ tứ, nhìn đệ tứ mạnh biết bao nhiêu mà nhìn con đệ tứ nhìn thật nản luôn á. Rồi không sao, đặt ở đây rồi búp lần nữa nha mày. Xong để mình cho bạn con boss vừa ra sân nè, bay màu luôn. Ai da mà búp không kịp rồi bạn ơi, không búp kịp rồi, không đủ tiền không búp được, giờ chỉ có cách đợi hồi à, mà không biết hồi kịp không đây. Báo quá, báo quá, trời ơi là trời, nhìn đẹp các bạn. Đó, quăng cái kunai tới xong rồi dịch chuyển tới kunai, đấm ra Rasengan xuống. Đó, quăng kunai tới lượm hộ đã. Để tứ thuật dịch chuyển tuyệt vời luôn. Rồi, để boss ra nha mày, lúc nè. Đánh xa đó chứ. 47 là xa lắm luôn á. Chỉ thì cũng gần gần lên Nezuko nha mày, Nezuko như 50 mấy lần, 56 lần á, 55 hay 56 lần. Rồi boss ra, boss ra, boss ra, boss ra, boss ra. Đây 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 đây. Coi nè mày, mấy hit nè. Hai hit nè, hai hit là xong luôn. Ba con lao tới xong luôn. Nè, bay màu. Trời ơi. Máu. Máu giật kìa. Xong. Ồ, đất ơi đã thật sự. Rồi. Thì mình đã hoàn thành con Minato 6 sao nha mày. Thì tiền ấp cũng dễ lắm, thì các bạn hãy nên nên xài luôn á, mình khuyên các bạn là phải xài luôn á, mạnh quá. Đó thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, một subscribe của mình để mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Bye bye.